mình kính chào quý cô chú anh chị nha. Thì hiện tại giờ có hai chị gái. Trời rồi lỡ lên đó thôi luôn đi chị. Chị không được quay nha. Không được quay hả? Tôi kiện đó nha. Lỡ hình ảnh của tôi kiện. Ồ. Rồi mới vô rồi kiện luôn quý cô chú anh chị. Nhưng mà mấy anh em thì ai đến mộ chú rồi mình quay nha. Ở đây không có cấm quay quý cô chú anh chị. Mà ai nói lịch sự thì mình còn hái quý cô chú anh chị, còn không lịch sự thì mình cũng phải quan sát chứ, vô mộ chú mình phải quay. Cặp dữ ha quý cô chú anh chị. Rồi cô đại. Đi qua đó thì mình không quay, thì quay bên đây. Chỗ khác tôi quay được mình quay. Hello chú nha. Mình từ đâu đến hả chú? Gò Dấp ha. Dạ. Chú đến đây với ai chú? Bà xã. Dạ. Đi chùa dưa ghé luôn. Dạ. Sao không thấy bà xã chú? Đi gặp nhé. Dạ. Chùa mình vô rồi, thẳng mình ghé mình quyến mộ chú Linh luôn ha chú. Thẳng ghé dạ. Đường đi luôn. Dạ. Ở bà Chiểu á. Dạ. Bà Chiểu á. Đây là lần thứ mấy mình ghé mộ chú Vũ Linh rồi chú? Lần đầu tiên không? Lần đầu tiên luôn ha. Lần đầu tiên phải mấy lần tiên. Dạ. Mình cảm thấy như thế nào chú? Sạch sẽ khang trang ha. Dạ. Dạ. Chú thấy những cái ngôi mộ từ đó giờ chú thấy có ngôi mộ nào mà hơn cả năm chờ mà nó sạch sẽ và nó khang trang như thế này chưa chú? Nói chung là trong đây thì nhìn những ngôi mộ khác nó cũng tôi nói như bên này sạch hơn. Dạ. Nói chung là mình tại cũng có chăm sóc. Dạ, mình có chăm sóc ha. Kia thì cũng có người, thì cũng nói chung là cũng không đến nỗi nào, nó nghĩ trang là sạch sẽ không. Dạ. Tại đây mình sao sao hàng ngày, còn những nghĩ trang kia thì dù nó lâu gia đình sẽ lên lần. Dạ. Ta có thể là làm mười đứa cũng sạch sẽ được. Rồi đó chú ơi, cảm ơn con nha. Chú dạ. Chú đi về còn lại gì vậy? Dạ. Giờ mình về luôn ha, không phải xả đó ha chú. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Cái là na, dạ. Na là miền Bắc mới gọi là na. Dạ. Trong Nam gọi là bán cầu. Dạ, vậy hả? Dạ. Cảm ơn chú nha. Chú giải thích là miền Bắc là gọi là na, còn miền Nam là gọi là mãn cầu quý cô chú anh chị. Mà trung quy ra thì cũng có một loại trái cây thôi, nhưng mà hai tên quý cô chú anh chị. Rồi tục ra. Mấy con chim nó núp trong đây nè quý cô chú anh chị. Bây giờ lâu ngày rồi mấy con chim đó nó núp ẩn mình trong đây quý cô chú anh chị. À, con này nó nằm xuống rồi. Lâu ngày nó mệt quá nằm xuống.
Rồi xe 16 chỗ đến luôn quý cô chú anh chị ơi. Có anh trai mới đi vô kìa. Chị đó nãy chị vô chị không cho quay á, cho nên chị không kháo trang à. Chị sợ bị chữ. Chị không cho quay, chị sợ kháo ra, chị sợ bị chữ. Trời, chị không cho quay thì ờ, có hai ba anh mặc áo tím đẹp trai luôn nha. Em có mặc áo tím rồi. Ô, có anh mặc áo trắng đẹp trai nha. Sáng nay thì hoa đầy đủ ha quý cô chú anh chị, hoa trái cây đồ đầy đủ hết. Ừ. Có gì nữa anh? Rau câu. Rau câu. Rau câu. Rau câu luôn. Hai cây ha. Bông bông lưu ly quá. Trời ơi, quá trời luôn. Quá trời luôn kìa. Em gái này dễ thương nè. Em hả chị? Em gái. Em gái. Với chị đi chung hả? Bên đây nè. Chị đứng ở ngoài quay đồ rồi. Chị ra ngoài đường rồi. Rồi em cứ tham quan tự nhiên đi em. Em gái. Thăm chú ha. Chị kia chị ngại, chị không có chịu quay cho nên là chị bịt mặt lại. Còn em gái này vợ lỡ quay thôi mình quay đi không sao đâu. Không chị kia kìa. Còn em gái này dễ thương mà, em gái này thoải mái mà. Ủa mà mình có chụp hình lắm cái đẹp không chị? Dạ không hả? Chị lấy điện thoại á, chụp hình lại tại vì có em gái này dễ thương nè. Thôi bây giờ vậy, bây giờ anh Ngọc là anh là nhiếp ảnh gia miễn phí nè, giờ vậy hả? Cho điện thoại anh chụp giùm cho. Rồi chị kia vô nè. Chị đứng ngoài nè. Ly càng ha. Ảnh đàn ông mà anh có cái tên kênh phụ nữ bà con Hoa Hảo. Đây là lạ. Ông bà chưa nói sao không? Ông bà nắng xưa lên rồi thả bườm bắt cá. Nắng lên rồi ta giăng bờm thả lứ ông ơi. Nắng lên rồi ta căng bờm thả lứ. Gác chèo lên ta nướng ngô khoai. Ờ, nhậu cho hết mấy chai phần ơi. Đây có hai anh mặc áo màu đỏ lạ lạ nha. Nè. Không, nãy giờ ông để ý áo ta hoài cũng là lạ lạ hoài trời gì chứ, áo tím em có lạ không? Áo tím em cũng lạ lạ đó. Để thử. Đây là tím tím kèn đỏ. Cái này sẽ giống chèo quá vậy. Rau câu. Rau câu dừa. Còn bên đây là xương sa. Xương sa. Rau câu. Rau câu xương sa. Với là lê là cũng ha, hai chị gái ha. Với bông ly. Em gái. Ly càng đặt xương sa. Hai rau câu. Bỏ vô cơm. Em mình cũng được mặt cái cũng trẻ. Cái này là con ly nha bà con. Con mặt chỉ thấy chẩu luôn hả chị? Thấy chẩu luôn. Chị mắt chị có thằng thông biến quá gì nhìn chẩu luôn kìa chị. À, chị Bích có là cặp mắt Dương Tiễn. Chụp để em chụp hình giùm cho. Đúng rồi, cưa anh trai định chụp, anh chụp ảnh làm nhiếp ảnh gia hay lắm. Chị chụp một cái là bao đẹp luôn. Chụp hình nhiếp ảnh gia là nét luôn. Chụp ảnh làm họ chụp ảnh đây mà cho anh chụp miễn phí. Em mà chụp chị là bao đẹp luôn. Không đẹp không lấy tiền. Hai chị mình đi ngang đây là. Đó đúng rồi đó, sắp gì nó mới đẹp đó. Ủa không, cái trái này thì cho lên đây luôn, cho chẳng năm nè, đó. Chị ơi, quá trời xa luôn. Lấy dầu nha. Rồi khán giả tới nữa kìa. Có mấy bé nữa nè, có mấy bé xì chinh nè. Bé xì chinh ha. Còn bên này là có hai khán giả từ Sài Gòn, sáng giờ là khán giả từ Cà Mau nè. Rồi bữa nay là giờ là tới Sài Gòn ha. Nãy khán giả Cà Mau, đông quá trời luôn.
hôm nay là nghe tin là chị Hồng Loan đến cho nên là khán giả đến càng hấp bôi với lại là hôm nay là chủ trực đúng rồi, hôm nay chị Hồng Loan xuống nè em gái, nay có Hồng Loan đến, chị Hồng Loan đến khán giả. Rồi cảm ơn em nhiều nha, chúc cho em nhiều sức khỏe nha em gái, em gái dễ thương nha. Đó. Rồi có mấy chào chào chị, chào anh. Chị chào em trai. Chị hai ơi, em có lỗi gì vậy, gầy sao chị bỏ đi luôn. Cười. Cười. Cụ Long đốt nhang rồi cô chú. Cụ Long anh Ngọc anh đốt nhang. Thôi anh cắm luôn đi anh Ngọc. Chị cầm giùm em đốt giùm điếu thuốc coi cho. Không lẽ chị gái này biết tình đồng chí không? Anh Ngọc có cái hồ quẹt không? Nè đốt rồi nghe biết không cắt. Cổng nó xuống anh Ngọc, anh ngủ lên nó khó. Anh nhà không cháy rồi nhưng nước không xuống không? Rồi rồi rồi, tới cuộc chuyện rồi, tin chị. Nhỏ em thì cắm hương rồi anh thì đốt đốt thuốc thuốc ô ngộ nha bà con sót nè sót lấy lọc luôn anh. Tại sao biết sao mà nãy chị kia đó không mở khẩu trang không, chị kia chỉ không biết chỉ ngại gì đó, chỉ mới vô chị chỉ cho quay chứ nó quay là chỉ thưa đó cho nên chị không mở khẩu trang rồi đó. Dạ, vậy nhà coi có gì đâu ha cô. Giống như cô này cô cho quay thoải mái cô khóc luôn. Thoải mái tôi còn cầu cho quay nữa. Dạ. Bị gì nghệ sĩ ruột của tôi. Cái này nó ngồi mấy ngồi canh với tôi. Nghệ sĩ ruột của tôi mà. Nghệ sĩ ruột của cô. À, quý cô chú anh chị ạ. Thì hồi như mình cũng không có ý kiến gì nhiều quý cô chú anh chị. Có người thì cho quay, có người thì không, nhưng mà cái cách cư xử mình nó con người với nhau mình nói nhẹ câu là người ta sẽ hiểu thôi. Còn nếu mà khi mình không lịch sự nhiều khi người ta cũng không có lịch sự với mình đâu quý vị. Ví dụ như không thích quay thì mình nói em ơi đừng quay chị. Chưa chứ hâm dọa thưa. Hâm dọa thưa thì mình quay luôn. Tại vì mộ của chú là không phải là cái nơi cấm quay nha. Ở Hoa Viên đã nói là Hoa Viên Nghĩa Trang Bình Dương là được quyền quay và ghi hình. Đó, quý cô chú anh chị. Còn ví dụ như những cái nghĩa trang mà bình thường đó, nó khác. Đó, có cái từ Hoa Viên trong đây đó, là nó khác với quý chị. Không tin là lên tra khảo lực là biết liền. Đó, và mình cũng có hỏi mấy chú rồi. Được quyền ghi hình. Mấy bên Hoa Viên người ta cũng đã có thảo luận lực rồi. Nhiều khi mình đến đây một số bà con cô bác không biết chứ. Mấy anh em mình cũng khổ tâm lắm. Nhiều khi quay người ta nói nặng nói này nhẹ mình anh em mình lắm quý vị, tại không biết á, khuất mắt không biết thôi. Tâm đau lắm chứ. Đau lắm. Đau lắm anh Ngọc. Nhiều khi nhưng mà có chú á, có anh chị vô nói lịch sự thì mình né né ha. Còn có người thì vô nói hâm he nữa. Như cái chị bữa nãy đầu tiên nó nói hâm đồ thừa. Không quay tôi nghe tôi thưa. Còn một câu nói mình người dân trí thức mình nói cho nó lọt lỗ tai quý chú chị. Thôi bây giờ thì Diêm mình xin chào bà con nha. Mệt mỏi lắm rồi.